Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại dự án Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em Thọ xin giới thiệu tới tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời anh chị nhé. Thì hôm nay em sẽ mang tới anh chị một cái lô đất thuộc phân khúc giá rẻ của dự án Cát Tường Phú Hưng. Lô này thì có diện tích là ngang 5 và dài 17,5 anh chị nhé. Tổng diện tích của nó là 87,5 m² và lô này thì hiện tại anh chị chủ đất đang kẹt tiền nên bán giá là 1 tỷ 080 triệu anh chị ạ. Lô này thì nó khá là rẻ so với giá thị trường tại dự án Cát Tường Phú Hưng anh chị nhé. Bình thường những cái nền mà 5 x 17,5 nền sạch không vướng lỗi phong thủy như hố ga và cột điện thì bây giờ cũng giao dịch từ 1 tỷ 1 đến 1 tỷ 150 anh chị nhé. Nhưng mà nền này thì hiện tại anh chị chủ đất đang gửi em bán lại với một mức giá là 1 tỷ 080 triệu. Lô này là lô sạch không vướng lỗi phong thủy, không vướng hố ga anh chị ạ. Và đặc biệt là nó nằm gần các công viên của khu dự án Cát Tường Phú Hưng đấy anh chị. Cho nên là mình mua để xây nhà hoặc là mua để ở, cái xây nhà để ở hay là đầu tư những cái nền mà đẹp như vậy ấy thì sau này tính thanh khoản của nó cực kỳ cao anh chị nhé. Thì để cho anh chị có thêm những cái nhìn thực tế hơn về lô đất này thì em Thọ xin gửi tới anh chị một cái video em quay trực tiếp bằng flycam để mình có thể cảm nhận được cái lô đất này trên thực tế dự án là nó nằm ở đâu. Thì như anh chị có thể thấy trên màn hình ấy, lô này thì thuộc block B anh chị nhé. Và gần lô đất này thì hiện tại cũng có nhà đang xây rồi anh chị ạ. Thì có một căn nhà xây biệt thự ở khu vực này anh chị nhé, là nhà lô góc công viên ấy. Còn nền này của chúng ta là nền thường và nền này là thuộc hướng bắc anh chị nhé, hướng bắc của dự án Cát Tường Phú Hưng. Và nền này thuộc phân khu xây dựng tự do cho nên là anh chị mua để xây nhà hoặc mua để đầu tư cũng rất là dễ thanh khoản anh chị ạ. Nếu mua để xây nhà thì mình xây nhà tiền chế hay nhà cấp 4 trước cũng được. Còn mình xây một trệt một lầu hay một trệt hai lầu là tùy theo ý của mình, không cần phải xây theo màu của chủ đầu tư. Còn nếu mà anh chị mua đầu tư đối với những cái phân khu xây dựng tự do cũng như là sổ sẵn như vậy ấy thì sau này mình bán rất là dễ anh chị ạ. Lô này em đảm bảo với anh chị giá 1 tỷ 080 anh chị mua là vào là lời ngay đấy anh chị. Lô này thì trên màn hình anh chị có thể thấy là nó gần công viên anh chị nhé. Và với mức giá là 1 tỷ 080 ấy, thì hiện tại giá nó đang rẻ hơn thị trường là khoảng 70 triệu anh chị ạ. Do thời điểm hiện tại thì có một số lô là bán giá rẻ hơn giá thị trường do là những anh chị khách hàng này thì có đầu tư khá là nhiều bất động sản. Và hiện tại ấy, thì người ta có vay ngân hàng, dùng đòn bẩy ngân hàng. Cho nên là bây giờ người ta cần giải quyết bớt một số bất động sản để giảm cái gánh nặng chi phí cho việc vay ngân hàng đấy anh chị. Cho nên là người ta bán ra với giá rẻ hơn giá thị trường để nhượng lại cái cơ hội đầu tư này cho anh chị khách hàng tiếp theo. Và điều đặc biệt của những cái nền đất trong dự án Cát Tường Phú Hưng hiện tại đấy anh chị là hiện tại thì đất ở đâu đứng thì đứng, nhưng đất ở Cát Tường Phú Hưng ấy thì cũng vẫn giao dịch bình thường anh chị nhá. Những nền rẻ hơn thị trường khoảng 50 đến 70 triệu thì là chỉ cần rao bán khoảng 3 hôm 5 hôm là có người vào mua ngay anh chị ạ. Và chủ yếu bây giờ cái lượng khách hàng mua tại thời điểm hiện tại anh chị nhá là chủ yếu mua để người ta cất nhà đấy anh chị. Và hiện tại thì theo em Thọ áng chừng ấy thì trong dự án Cát Tường Phú Hưng hiện tại thì cái quỹ đất mà khách hàng người Bình Phước người ta đang nắm giữ để sau này người ta vào xây nhà cũng như là kinh doanh buôn bán thì rơi khoảng 50%. Và vị trí này thì thuộc phân khúc giá rẻ đấy anh chị, cho nên là anh chị đầu tư lại vốn cũng được. Còn nếu anh chị mà có điều kiện anh chị mua để anh chị xây nhà lên anh chị bán cũng rất là tốt anh chị nhé. Hoặc là anh chị xây nhà lên cho thuê thì giá cho thuê cũng rất là ổn anh chị ạ. Tại vì dự án thì nằm liền kế với 5 khu công nghiệp đấy anh chị. Cho nên là cái nhu cầu về nhà ở tại dự án Cát Tường Phú Hưng thì rất là cao. Cũng như là đối với một khu đô thị đẹp như vậy ấy thì thường là cái nhu cầu thuê để ở của các chuyên gia cũng như là kỹ sư bên các khu công nghiệp là cực kỳ cao anh chị ạ. Hầu như Cát Tường Phú Hưng mà căn nào mà hoàn thiện và cho thuê lại đấy anh chị thì hầu như cho thuê được ngay. Còn nếu mà anh chị mà mua đầu tư để cất nhà, xây nhà lên đấy anh chị thì theo em khảo sát thì những cái nền 5 x 16 mà xây một trệt một lầu ấy thì xây đơn giản thôi anh chị. Thì bây giờ người ta cũng bán được giá là khoảng 2 tỷ 2 rồi. Thì trừ chi phí đi thì người ta cũng lời khoảng 30 đến 40% đấy anh chị. Cho nên nền đất này là một trong những cái nền đất mà nó phù hợp cho nhiều anh chị mua để an cư cũng như là mua để đầu tư anh chị nhé.
Và giá này em đảm bảo với anh chị là giá rẻ và không có lô nào rẻ hơn lô này trong dự án Cát Tường Phú Hưng đối với những cái nền sạch mà diện tích 87,5 mét vuông đâu nha anh chị. Thì anh chị khách hàng nào đang xem video này của em mà có duyên đầu tư lô đất này thì anh chị cứ gọi về cho em qua số điện thoại là 0983 023 974 thì em sẽ gửi đầy đủ thông tin lô đất này cho anh chị tham khảo luôn. Em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em. Chúc anh chị sức khỏe và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video tiếp theo ạ.